Ok chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách chuyển vùng của CS Play sang bên Nhật Bản nhé các bạn nhé Hoặc là bên sang bên Mỹ, Hoa Kỳ đều được hết cả Rất là đơn giản thôi các bạn cần tải cái app này để các bạn chuyển đổi VPN hay là chuyển đổi cái địa chỉ IP sang bên Nhật Bản Các bạn tải cái app Kiwi VPN này Hoặc là các bạn tải cái app nào cũng được Nhưng mà mình thì mình đang sử dụng cái app này cảm thấy nó khá là ok nên là mình chia sẻ với các bạn các bạn bấm vào đây này các bạn bấm vào phần này đây các bạn chuyển sang Singapore hay là ở đâu cũng được đây. đây. Mỹ Hoa Kỳ thì các bạn bấm vào đây đó mất 100 xu thôi đây Nhật Bản thì các bạn bấm vào đây Hàn Quốc các bạn bấm vào đây đấy hoặc là bên, bên phần này cũng đều có này. có nhiều lắm nhiều các nước lắm. Đây. các nước cả bên đây này. Philippines này nhà đây bao nhiêu ở đâu này? Đây. ví dụ nhé trong nhật bản các bạn bấm vào đây bấm vào đây kết nối xóa này đi đấy đây đang kết nối đây các bạn này. đã kết nối ok bước tiếp theo là các bạn vào cái phần cửa hàng play này các bạn bấm vào đây các bạn bấm vào phần thông tin ứng dụng hoặc là các bạn vào phần cài đặt trong là phần cài đặt ứng dụng này các bạn mở cái phần cửa hàng Google Play này ra cũng được các bạn nhé các bạn bấm vào phần xóa dữ liệu này các bạn bấm vào xóa bộ nhớ đệm đấy chỉ cần xóa những bộ nhớ đệm thôi các bạn xóa tất cả các bộ nhớ đệm đi không ảnh hưởng gì đến máy đâu các bạn đó sau đó các bạn xóa lên đi cái này còn tùy theo cấu hình của máy các bạn nhé. Các bạn thường thì các bạn để khoảng mấy chục giây cho nó an toàn. Rồi nó chuyển đổi xong cho nó dễ. Tiếp theo thì các bạn bây giờ các bạn vào phần cửa hàng vào đây này. Nó hiện đến cái chữ VPN này là các bạn đang chuyển đổi thành công rồi các bạn này. Đó. Bây giờ nhé. Các bạn tải những cái ứng dụng của bên... Nhật này ví dụ như là Gari này chẳng hạn, đó. đây này các bạn này, đó. Đây, đây là đã chuyển thành công được sang bên Nhật Bản này các bạn này. Rồi các bạn tải các ứng dụng, đó. Bây giờ nếu mà các bạn muốn thoát ra, thì các bạn bấm vào phần này, vào lại cái phần này, các bạn bấm vào đây để thoát, ngắt kết nối là sẽ trở về cái quốc gia mà các bạn đang, đang sinh sống nó sẽ quay lại cái địa chỉ IP của các bạn đang sinh sống nhé ở cái phần xu này thì nhận miễn phí như thế nào các bạn bấm bấm vào phần này ví kiwi này đây các bạn bấm vào phần điểm danh hay là thẻ cào điểm danh hay là bấm vào quay số may mắn này thì là các bạn sẽ nhận được những cái xu như mình này miễn phí nhé các bạn nhé đó Ok Đơn giản vậy thôi Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo Đừng quên bấm một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé Nếu còn câu hỏi gì thì hãy comment ở phía dưới mình sẽ trả lời Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Bye bye